Welcome to Lee San Hotel. Yeah, Lee San Ocean Front. Da Nang. Hotel at Da Nang. And today is Sunday, June 16th. Mm-hmm. This will be our last destination. Yeah. Finally. Oh, tomorrow you go on. What do you think about this hotel, huh? Huh? So like a 5-star like the other one, right? It's fancy. You guys feel comfortable already? No. No? Come drink and tao, right? Tao lao mak do, huh? Lao mak lao tai do. Or somewhere, go welcome drink, do na? Huh? What's up? Oh, min, huh? Trong cái khăn có cái min, huh? Okay. Mint. Mint tea, right? Trong này cũng mát ha. Không có không phải như Airbnb vô nóng hổi. And welcome drink. Giờ mình đi vô coi phòng. Ok. Rồi cũng có máy giặt nè. Máy giặt với microwave luôn. Ở đây có microwave luôn. Vừa máy giặt vừa microwave. Cái sink, tủ lạnh. They got more than other. More than Bimber? Yeah. Right here, you have to drink if you buy. Có cái bàn ăn. This dining table and this living room with a. Can you open the balcony? With the ocean view. Oh, look at my name up here, guys. Welcome me. Look at my name up here. Okay, ha. You up? Oh, balcony có ghế ngồi luôn nè. Ghế ngồi ngắm cảnh luôn nè. Biển nè. Biển đẹp không? Wow, Đà Nẵng biển đẹp không? Không, đi từ khách sạn xuống tới đó gần không? Từ đây đi ra đó không bao xa. Nè, thấy tượng Phật bên đó. Dạ vâng. Ok. Mình sẽ có hai căn phòng trong này ạ. Ok. Một sẽ là master room. Ok. Okay. Một sẽ là phòng hai giường đơn. Okay. Sẽ có hai bạn nhỏ. Thì trong phòng đây, đây sẽ có ba cái bathtub của mình ở đây. Đẹp ha, cái view đẹp quá. Trong phòng của mình cũng sẽ có ban công luôn. Ban công này thì nó sẽ là rộng rãi và có view rất là đẹp. Wow, bên này còn rộng hơn với cái nãy nữa. Wow. Sáng mình uống cà phê ở đây sẽ rất là chill luôn. Đẹp ha. 5 giờ sáng thì bãi biển Đà Nẵng thường 5 đến 5 giờ sáng là sẽ rất là đông người. Đây là cái giường king size của master bedroom. Rồi xong rồi xây qua đây thấy cái top đẹp ha. Trên bàn này sẽ có đầy đủ những tiện nghi như là nước trong phòng sẽ là miễn phí. Okay. Mỗi ngày thì bộ phòng dọn phòng sẽ đưa lại cho mình. Đây là điện thoại bàn, thì mình có cần hỗ trợ gì cứ bấm 90 để gặp lễ tân. Okay. Sẽ luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ mình. Còn đây là menu của room service và spa. Okay. Bên phía ngoài này ạ. Dép thì sẽ được để dưới này ạ. Okay. Ở trong này có bàn ngủ không em? Dạ có luôn, ở đây ạ. Có vậy nhiều không? Dạ, ở phía cạnh tủ ngay cửa đây ạ. Okay. Nó sẽ có bàn ngủ. Bên ngoài này thì sẽ có trà, cà phê cũng là miễn phí. Dạ rồi. Máy giặt, lò vi sóng và bếp cũng sẽ là tất cả các tiện nghi miễn phí cho mình sử dụng. Sẽ có luôn cả nước giặt cho mình ạ. Ồ, nước giặt là giống như đi giặt áo quần. Ồ, bỏ trong được cái chai đó. Dạ, đúng rồi. Oh, okay. Nếu hết thì mình cứ gọi để tụi em mua lại cho mình nha. Ok, ok. Trong này thì sẽ có cả chức năng giặt và chức năng sấy. Ồ, quy giặt vừa xỉn. Đúng rồi, đúng rồi ạ. Ồ, hay á. Ồ, hay thế cơ. Dạ,
Nếu như mà mình bị confused, mình không có bối rối, không thể sử dụng được thì mình cứ bấm phím không, tụi em sẽ cho người hỗ trợ. Dạ, sẽ chúng một cái sạc xanh xóa mà tư sẽ đúng không? Dạ đúng rồi, sẽ có hai chức năng. Đồ mình ít mình có thể combine nó luôn. Nhưng mà đồ mình nhiều thì mình sẽ spray nó ra cho nó dễ dàng. Anh quay qua bên kia kia. Để chị hướng dẫn. Tuy nhiên thì trong mini bar sẽ có bia, nước ngọt và nước suối aqua. Và trên bàn sẽ có đồ ăn đặc như snack, rượu và bánh thì sẽ có tính phí. Em có địa bàn giá hả? Dạ rồi. Trong phòng mình sẽ có tổng cộng 3 điều hòa. Một điều hòa ở living room, master room và twin room. Thì khi nào mà mình sử dụng điều hòa thì mình đóng hết cả các cửa lại giúp em nha. Dạ rồi, em cảm ơn gia đình. Dạ xong rồi đấy ạ. Ok, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Rồi, cái này nữa ạ. Cái cuối cùng ha, là cái voucher. Giải thích cho ăn sáng thì đã bao gồm trong đặt phòng của mình rồi. Thì ngoài ra cho nhà hàng vẫn phục vụ ăn trưa và ăn tối trước 21:30 tối. Thì voucher này sẽ là free one dish, là được một món miễn phí cho nhà hàng. Mình có thể sử dụng vào ăn trưa ăn tối. Sẽ có menu riêng cho nó, mình sẽ chọn. Tuy nhiên cái này thì sẽ không sử dụng cho room service và take away. Em sử dụng mà. Đúng rồi, chỉ có nhà hàng tại Third Floor thôi. Tầng 3. Dạ, em cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Mình lại lá hành lý sẽ mang lên rồi. Chúc cho là nó kinh nghiệm vui vẻ nha. Cảm ơn. Cái này là another bathroom. Free one this. Cho tụi nhỏ, for the kids to stay, right? Yep. Yeah, one. You know, so we gotta go get the restaurant? Yeah. Shower. Đây có hai giường cho hai tụi nhỏ. It's pretty nice. Closet big. Why are you still filming? I have a TV over here. Excuse you. Oh, that's cool light. Very modern, see? What? The light. Nathan light? Turn it on. So now you have yep. This light has three different temperatures you can control. This right here, one foot out here, area right here, you can control the temperature out here. Yeah, cái này là control cái living room. Yep, living room and dining. Dining room. And then kitchen and out then here. Kitchen out here. Yep. We have the... That's creepy. We have different temperature here. This temperature for the master bedroom. So you can control only in this room, in this area. And then you cái master bedroom nó có cái view đẹp không? Rộng dễ sợ luôn, cái nguyên cái balcony đi ra luôn nè. Yeah, anh kéo cái màn qua cho coi cái view nó đẹp quá. Yeah. Nguyên cái biển luôn ha. Yep. Nhìn ra nguyên cái biển luôn nè. Sáng sớm ra đi uống cà phê nè, đẹp không? Thấy không? You can see ocean right there. Beautiful, huh? Yeah. Go to the beach. Yeah, ra đây thấy nè. Ocean luôn nè. Okay. And, okay, rồi. And this room, the kids have right here. Why would you do that? Different temperature right here. Move. This right here, different temperature. What happened? Why this, you gotta do that? Why are you closing it on him? This is a different temperature right here for this room. And this is a kids room. How about the view? Two right here. How about the view? No, this view is CD view. But they have they have a little one side. Cái núi. Thấy núi, vừa thấy thấy núi, thấy city, vừa lại thấy biển luôn. Bên này thấy biển luôn, đẹp không? Cảnh đẹp ha. Very very nice. They have the TV here. Nên cái tượng tượng Phật trên đó ha. Tượng Phật gì đó? Chỗ đó chỗ gì ta nói? Chùa Linh Ứng. Chùa Linh Ứng. They have a lot of monkeys there. Vậy là trên TV nó để chữ welcome Miss Ngân Hà. Hà Ngân Quỳnh. Welcome.
garden. Ooh, wow, đẹp không? Look at that. We interviewed it all down. Yeah, I'm deaf. Look at this. We đẹp không? Bye, guys! Nice. This hotel is nice, fancy. Okay, then we want you. What's your cảnh wow, can be there, huh? Yeah. It's very hot right now. Today is 37 Celsius in Da Nang. We have the ocean, so how? And the ocean, wind, yaw, it helped the breeze a little bit. But it's very humid. First day here, so humid. Soaking tub. And then after soaking tub, vô đây có cái cửa. Mở cái cửa qua, slide cái cửa qua. Rồi nó có cái shower. After cái cửa slide xong rồi, mình kéo qua bên này. Kéo qua bên này. Bên này nó có cái toilet riêng của nó. Đó. See, cái phòng này really cool. Vừa cái tub, vừa cái toilet, vừa cái shower, vừa cái stand up shower. Nó cho mình shampoo, conditioner and shower, gel. Xong mình nhìn ra là cái phòng mình nằm ngủ bên đó với lại cái biển. And right here là cái rửa tay, rửa mặt. Really cool. Right here, see, có cái ly nè. Water bath is strong. Có Q-tip, này kia, shaving kit này kia đồ. Shower gel đầy đủ cho mình luôn. And over here, fresh towel cho mình lau. Yeah. I can see ocean out there. Mm-hmm. I can see ocean. When I put myself in the bathtub, I can see the ocean. Tắm xong mình nhìn ra biển luôn ha. Mm-hmm. Đó, biển nè. Ok, để nó có cái save cho mình bỏ cái passport nè. Rồi bỏ chìa khóa cái gì quan trọng trong này luôn nè. Mình chỉ bấm cái số thôi nữa không. Xong rồi mình đẩy lại bấm. Bấm này. Bấm đây nè. Rồi mở ra. Ok. Rồi bấm đi. Nào. What is this? Clear nó rồi. Mình bấm này, mình bấm sau kia rồi clear nó. Mình đâu cần giặt đồ nữa, tại vì này có máy giặt, mình đâu cần giặt đồ trong này nữa. Wow, để cái bịch giặt đồ này. Bộ ngủ over here này. So fast, like 2 seconds, and it opened. Only us. 23 floor. You have a voucher? Yep. Go. Vậy là sáng cũng ăn đây luôn. Wow, cảnh đẹp không? Oh, breakfast here too. Huh? À, thì ăn sáng đây luôn. Yeah. Nhà hàng này làm đẹp ha. Sang trọng, nhìn ra biển là quá đẹp luôn. Yeah. Đó, xây vào đây. Biển, tàu đó, à, đẹp không? Đi chút là có cửa sổ, có biển nữa không?